Hello, xin chào mọi người. Người mọi người cùng thưởng thức ẩm thực ở bên suối nhá. Hôm nay đi dã ngoại, đi trải nghiệm, đi picnic. Hôm nay đi chơi suối. Suối này ở ngay khu vực biên giới luôn. Cách Lào có khoảng cây số, gần cây số. Quay cho mọi người xem nhá, các món ăn ngon nhá. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi, càng tốt. Hà ơi, ăn rau con ơi, Hà đâu rồi? Bác Hà đi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức nhá, ẩm thực bên suối nhá. Đây là cá nấu với chuối rừng. Bí. Đấy, rau củ quả các thứ, thịt nướng này cực kỳ ngon luôn nhá mọi người nhá. Xin mời mọi người. Bây giờ không cho ai ra ngoài để nắng. Không biết đoàn kết là gì luôn. Các bạn vào đây đi, đừng có ngồi chơi ngoài nắng là ốm đấy. Chú ơi, chú à, con lấy cái bạt của chú Hùng con cầm sang cái lều bên kia mà ở. Anh tạo cái lán rồi, cái vòm cây đẹp cực kỳ luôn. Chấm kéo nha mọi người. Ăn đẹp vào nhá, quay video nhá. Mời nhá, mời khán giả nhá. Em cần phải khép lá chuối để khép nhá. Đây này, làm ống nữa này. Thì thịt nướng này, giò này, xúc xích này. Xích hơi cháy. Rồi, xin mời mọi người nhá. Tí nữa ăn xong rồi ai thích ngủ trưa thì ngủ. Tôi tạo cái vòm mái lùm ở cái lùm cây kia. Tí trải cái áo mưa với bạt ra là có thể ngủ thoải mái. Hoặc là tí sẽ lên một số tảng đá trên kia với xuống mấy tảng đá dưới kia là được. Ok nhá. Xin chào.